Hội chợ CAEXPO là hoạt động hợp tác đa phương giữa ASEAN và Trung Quốc, trong đó Trung Quốc đóng vai trò là nước chủ nhà đăng cai tổ chức. CAEXPO 2024 có chủ đề Thân, Thành, Huệ, Dung cùng phát triển, vương miện kim cương tạo tương lai, thúc đẩy xây dựng khu thương mại tự do Trung Quốc ASEAN phiên bản 3.0 và khu vực tăng trưởng chất lượng cao, tiếp tục là nền tảng quan trọng thúc đẩy tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, du lịch, góp phần xây dựng và phát triển khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN. Năm 2024, Việt Nam tiếp tục đóng vai trò là cửa ngõ khu mậu dịch tự do ASEAN Trung Quốc, cầu nối giữa cộng đồng kinh tế ASEAN và Trung Quốc. Việc Việt Nam tham gia thường niên hội chợ CAEXPO với quy mô và chất lượng ngày càng được cải thiện sẽ là sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch quan trọng, giúp tăng cường liên kết các nước trong khu vực, khai thác tối đa lợi ích do khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc ASEAN đem lại, đồng thời tăng cường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam sang Trung Quốc và các nước ASEAN. Khu gian hàng quốc gia Việt Nam có chủ đề Thành phố đẹp, giới thiệu thành phố Hồ Chí Minh, quảng bá tiềm năng thương mại, đầu tư, văn hóa, du lịch của thành phố này nói riêng và của Việt Nam nói chung, với quy mô diện tích 160 m². Khu gian hàng thương mại của các doanh nghiệp Việt Nam có sự tham gia của 120 doanh nghiệp với tổng diện tích khoảng 5.000 m². Các doanh nghiệp tham gia có năng lực xuất khẩu tốt, thương hiệu uy tín, chất lượng của Việt Nam thuộc các lĩnh vực ngành hàng nông sản, thực phẩm chế biến, giày dép, gia dụng và máy mặc, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ và các sản phẩm làm từ gỗ. Đã nhiều năm tham gia hội chợ, nhãn hàng TH Chumil được biết đến như một thương hiệu nổi tiếng tại thị trường tỷ dân này và đang từng bước thâm nhập sâu hơn vào thị trường Trung Quốc. Đến với hội chợ năm nay, tập đoàn TH đã mang đến nhiều sản phẩm đa dạng về chủng loại và tin tưởng rằng bằng sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời gắn liền với định hướng phát triển bền vững, sẽ mang đến những sản phẩm tươi ngon bổ dưỡng sẽ được tin tưởng sử dụng bởi người tiêu dùng Trung Quốc. Bà Hoàng Thanh Thủy, giám đốc kinh doanh quốc tế của tập đoàn bày tỏ. Và đến với sự kiện CAEXPO lần thứ 21 năm nay thì chúng tôi không chỉ mang đến những sản phẩm đã và đang thúc đẩy bán hàng, quảng bá thương hiệu tại thị trường Trung Quốc như là sản phẩm sữa tươi sạch TH Chumil, các sản phẩm chế biến từ sữa như là bơ lạt, sữa chua và phô mai, mà chúng tôi còn quảng bá giới thiệu những sản phẩm mới mang tính đặc trưng vùng miền của Việt Nam, ví dụ như là hoa quả sấy, trà thảo mộc và trà hoa quả. Những sản phẩm này là sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại gắn liền và các sản gọi là các hoa quả truyền thống mang tính đặc trưng vùng miền của Việt Nam như là mận, chuối, quả đào, quả vải và quả đào. Cũng với mong muốn thương hiệu của mình được biết đến nhiều hơn, tạo được chỗ đứng vững trên thị trường ASEAN nói chung và Trung Quốc nói riêng, lần đầu tiên tham gia hội chợ, hợp tác xã giảm nghèo EASUP tỉnh Đắk Lắk đã đem tới hội chợ lần này các mặt hàng chất lượng nhất giới thiệu đến bạn bè quốc tế và làm nổi bật hơn nữa giá trị của thương hiệu, tìm kiếm không gian phát triển và nâng cao niềm tin của người tiêu dùng. Chị Hồng Tâm, đại diện hợp tác xã chia sẻ. Mặc dù đã tham gia các hội chợ của các nước trong khu vực rất là nhiều, nhưng mà riêng Trung Quốc đây là lần đầu tiên hợp tác xã tham gia với cái mục tiêu đó là thứ nhất là quảng bá các sản phẩm, thứ hai là muốn mở rộng mạng lưới tiêu thụ và đặc biệt đó là muốn nâng tầm cái thương hiệu của Việt Nam thông qua chất lượng và cái nguồn gốc bền vững của sản phẩm đến với hội chợ. Đến với cái đất nước tỷ dân này thì không những hợp tác xã giảm nghèo EASUP mà các doanh nghiệp của Đắk Lắk mong muốn được kết nối với các doanh nghiệp ở trong khu vực cũng như là đối với thị trường nông dân này có thể ký kết được những hợp đồng lớn để mang cái sản phẩm của quê hương mang ra biển lớn. Cũng là một doanh nghiệp tại Tây Nguyên Việt Nam, công ty thương mại xuất nhập khẩu Nghiệp Xuân, tỉnh Đắk Nông, chuyên cung cấp trái cây tươi và cấp đông như muối sầu riêng cấp đông, dịch chanh dây không hạt và có hạt cấp đông, xoài cấp đông. Qua nghiên cứu thị trường, công ty nhận thấy những sản phẩm của mình hoàn toàn phù hợp với thị trường Trung Quốc, đặc biệt là muối sầu riêng cấp đông. Chị Hoàng Thị Tuyết Mai, đại diện của công ty cho biết. Tại vì bây giờ sầu riêng là một cái mặt hàng rất là phổ biến ở Trung Quốc rồi, thì bên em cũng đem cái muối cấp đông qua thì muốn giới thiệu cho tất cả mọi người về cái muối sầu riêng cấp đông của Việt Nam đi qua thị trường Trung Quốc. Lúc thời gian cấp đông của mình là 40 độ C, còn lúc lưu trữ của mình á là âm 18 độ C và bảo quản được trong vòng 18 tháng. Đến hội chợ này em muốn đem những sản phẩm của công ty mình làm ra, đem ra tới bạn bè quốc tế là thu hút được nhiều khách hàng mà đem những sản phẩm của mình làm ra, đem ra tới thị trường Trung Quốc cũng như là thị trường trên thế giới, cũng nhằm quảng bá một phần về cái sầu riêng của công ty em rồi của Việt Nam mình nữa.
Hội chợ Thương mại ASEAN Trung Quốc lần thứ 21 là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên do Bộ Thương mại Việt Nam tổ chức tham gia. Trong những năm qua, CAEXPO đã trở thành sự kiện uy tín, nơi các doanh nghiệp Việt Nam tham dự để quảng bá và giới thiệu sản phẩm, là điểm đến cho những khởi đầu kinh doanh và đầu tư giữa thị trường hai nước.